Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 216. Diệp Linh Khê không lại để ý Hồ Tiểu Thiên, mà chính là cúi đầu nhìn về phía đã sớm bị phá hủy lạc thành, trầm mặc rất lâu, năng thở dài một tiếng. Công giả có thể tùy ý mà sát người yếu, cái thế giới này thật không công bằng. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, tu tiên giới, không chính là như vậy sao? Diệp Linh Khê thất giọng nói, nếu là ta không có gặp phải ca ca, đoán chừng đã sớm chết. Nói, trên mặt nắng lộ ra một vệt khiến thế gian vạn vật đều ám đạm mỉm cười. Có thể gặp được gặp ca, ca thật tốt. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, có thể gặp được gặp một cái thực lực gần như vô địch ca ca, người xác thực đầy đủ may mắn. Diệp Linh khê cười hắc hắc, đúng nha, thật tốt. Hồ Tiểu Thiên hỏi, ngươi sau đó có tính toán gì, con chơi sao? Diệp Linh khê lắc đầu nói, không được, ta chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh đột phá. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi chuẩn bị tốt đi thượng tiên giới sao? Diệp Linh khê gật đầu nói, mê mơ, không thể tiếp tục chơi, không phải vậy ta phải cái gì thời điểm siêu việt ca ca, bảo hộ ca ca. Hồ Tiểu Thiên sững sờ, sau đó cười nói, Siêu Việt chủ nhân, đây chính là rất khó. Diệp Linh Khê nói, cho nên ta mới phải càng thêm cố gắng thật tốt tu luyện. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, vậy chúc ngươi thành công. Diệp Linh Khê cười cợt, không nói gì. Sau đó, nàng liền ôm lấy Hồ Tiểu Thiên, quay người rời khỏi nơi này. Nàng muốn tìm cái chỗ không có không ai đột phá. Thời gian vội vàng, đảo mắt một tháng đi qua. Đi qua một tháng tìm kiếm, Diệp Linh Khê rốt cục tìm được một chỗ thích hợp đột phá địa phương. Đây là một mảnh mênh mông sa mạc, Xa hải chập trùng, một mảnh kim hoàng, không chúng nhắc lên một trận lại một trận cùng phong, mỗi một trận cùng phong, liên đủ để muốn tu sĩ mạnh. Mà lại, tại vùng sa mạc này bên trong, vẫn tồn tại nguy hiểm không biết, tỉ như hung thú, cho nên nơi này cơ hồ không có người tới. Trên sa mạc nơi, Diệp Linh Khê giờ phút này chính đang phi hành, những cái kia hướng nàng đánh tới cùng phong, tại cách nàng ngàn mét trộ, liền tự động tiêu tán ra. Đối với một vị ngụy tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả tới nói, nơi này cùng phòng cũng hoặc là hung thú, cũng sẽ không cho nàng tạo thành uy hiếp, cho nên Diệp Linh Khê tự nhiên không sợ nơi này. Diệp Linh Khê trong ngực hồ tiểu thiên, đột nhiên hỏi, ngươi thật dự định ở chỗ này đột phá diệp linh khê gật đầu nói mê mơ ở chỗ này đột phá không ai sẽ đánh nhiễu ta hồ tiểu thiên gật một cái cũng thế đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh dưới sa mạc đột nhiên bắt đầu rung động động sau một khắc mấy trăm con hung thú từ trong cát tuôn ra cầm đầu là một con ngàn trượng lớn nhỏ bò cặp lớn cái này bò cặp lớn thân thể hiện ra màu tím hai cái so với nó thân thể còn lớn hơn cái càng hiện ra màu đen giống như cứng rắn tinh thiết kiên cố không thể phá Vớ, còn lại hung thú tất cả đều đứng tại cái này bò cạp lớn sau lưng, cái này bò cạp lớn phẳng phất là lão đại của bọn hắn. Giờ phút này, bò cạp lớn cùng tất cả hung thú đều gắt gao nhìn chằm chằm không trung Diệp Linh Khê, ánh mắt này liền như là đang nhìn con mồi giống như. Diệp Linh Khê mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn phía dưới bò cạp lớn. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê hỏi, muốn ta xuất thủ sao? Diệp Linh Khê lắc đầu, không cần đúng lúc này cái kia bò cạp lớn đột nhiên nâng lên bên phải cái càng cái kim chỉ hướng diệp linh khê ngay sau đó nó thấp giọng gào rú một tiếng nghe được cái này tiếng gào rú tất cả hung thú nhất thời bay về phía hư không thẳng đến diệp linh khê mà đi mỗi một cái hung thú hai con mắt đều vô cùng tinh hồng cùng bạo cực kỳ đáng sợ vu vu đúng lúc này giữa sân vang lên một đạo tiếng kiếm reo vẫn phượng kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở diệp linh khê trong tay diệp linh khê lạnh lùng nhìn về hướng về chính mình chạy tới hung thú lập tức nào một kiếm chém xuống Quý nhất phúc vẩy theo một kiếm này rơi xuống mấy trăm con hung thú nhất thời liền biến thành vô số mảnh vỡ đại lượng máu tươi trộn lẫn lấy khối thịt từ hư không rơi xuống nhìn lấy tình cảnh này cái kia bò cạp lớn đều nhìn mộng bức, tiểu đệ của ta cái này liền không có không có ngoạ tào phản ứng lại bò cạp lớn không có chút gì do dự xoay người chạy nữ nhân này quá kinh khủng chạy mau a à. trong chớp mắt cái này bò cạp lớn liền biến mất không thấy gì nữa cái này chạy trốn tốc độ coi là thật nhanh đến không hợp thói thường đơn giản ngưu bức hồ tiểu thiên khóe miệng giật một cái gia hỏa này chạy thật là nhanh diệp linh khê không nói gì mà chính là nhìn lấy bò cạp lớn chạy trốn phương hướng lúc này nàng xe mắt trong tay vẫn phượng kiếm lập tức trực tiếp ném ra ngoài vẫn phượng kiếm tốc độ cực nhanh những nơi đi qua nhắc lên từng đạo từng đạo ngập trời sóng cát diệp linh khê mắt nhìn phía trước trong mắt lộ ra bình tĩnh vu vu sau một lát giữa sân vang lên tiếng kiếm reo chỉ thấy vẫn phượng kiếm từ phương xa bay tới sau cùng dừng lại ở diệp linh khê trước người do giọt máu tươi từ vẫn phượng kiếm mũi kiếm nhỏ xuống nhưng máu tươi này chính là cái kia bò cạp lớn huyết dịch diệp linh khê dỗi tay nắm lấy chui kiếm sau đó nhẹ nhàng lao đi trên thân kiếm máu tươi nàng khẽ cười nói cảm ơn người vù vù vẫn phượng kiếm phát ra một đạo ong ong âm thanh phẳng phất tại nói không khách khí diệp linh khê cười cợt rất nhanh nàng liền đem vẫn phượng kiếm thân kiếm máu tươi lao sạch sẽ hồ tiểu thiên hỏi còn muốn đi đường sao diệp linh khê mắt nhìn bốn phía sau đó nói nơi này hẳn là không có hung thủ ta ngay ở chỗ này đột phá hồ tiểu thiên gật đầu nói mê mơ đi ta giúp ngươi trông coi ngươi yên tâm đột phá diệp linh khê mỉm cười được nói xong nàng không lại dày vào khốn khổ lúc này ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt khí tức của nàng cũng tại lúc này điên cùng tăng vọt hồ tiểu thiên mắt nhìn diệp linh khê sau đó thân thể của hắn đột nhiên biến lớn trong chớp mắt liền tăng vọt đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ ngay sau đó hắn dùng thân thể của mình đem diệp linh khê bao khỏa mà hắn thì một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía nếu là diệp linh khê đột phá xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn không chết cũng phải bị tô trần lột một tầng da cho nên vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn hắn cố quyết khôi phục nhục thân thượng tiên giới đông vực mô tộc một ngôi đại điện bên trong nơi này đầy áp người mà những thứ này người tất cả đều là ngô tộc trưởng lão ngồi tại chủ vị là một vị trung niên nam tử trung niên nam tử thân hình cao lớn cả người lộ ra một cố cực mạnh cảm giác áp bách Mô tộc tộc trưởng Ngô Nguyên Chu, giờ phút này, đại điện bên trong bầu không khí rất nặng nề, mỗi một vị Ngô tộc trưởng láo tất cả đều trên mặt ngưng trọng, trong mắt thậm chí lộ ra phấn nộ. Tộc trưởng, không xong. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy trước đó bị Diệp Linh Khê đánh chạy lão giả, giờ phút này chính vội vã chạy vào đại điện. Lão giả đi đến trong đại điện, sau đó trực tiếp quy xuống, mặt mũi tràn đầy khóc rồng nói. Tộc trưởng, thiếu chủ bị người giết, ta còn bị người kia đánh thành trọng thương nói hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tự thân khí tức biến đến cực kỳ suy yếu mô nguyên chu bình tĩnh nhìn lấy lão giả trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc hắn không nói gì mà chính là nhìn chằm chằm lão giả lão giả bị như thế nhìn chằm chằm cái chán cùng phía sau lưng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh tin đập loạn không chỉ cả người sợ hãi tới cực điểm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão giả bị Ngô Nguyên Chu nhìn chằm chằm cơ hồ không thở nổi, trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 217. Cũng đúng lúc này, Ngô Nguyên Chu đột nhiên nói, ngươi vì cái gì một người trở về? Nghe vậy, lão giả sắc mặt trắng nhợt, thân thể ngăn không được run rẩy. Ta, ta, ta đánh không lại hắn. Ngô Nguyên Chu bình tĩnh hỏi, bởi vì đánh không lại, cho nên ngươi liền chạy trốn sao? Ta ta ta, lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn không thấy một tí huyết sắc thanh âm của hắn đang run rẩy muốn nói cái gì nhưng cũng không dám nói mẹ lão tử không chạy bồi người nhi tử cùng chết à mô nguyên chu chậm rãi đứng lên sau đó đi đến lão giả trước người ánh mắt nhìn chăm chú lên lão giả lập tức tiếp tục hỏi vì cái gì ngươi không cùng nhi tử ta cùng chết mà chính là lựa chọn chạy trốn lão giả cúi đầu không nói gì sau một lát hắn cắn ra một cái ngay sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra một quyền này ẩn chứa vô số quyền đạo chi lực cực kỳ khủng bố hắn biết Mô Nguyên Chu sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn lựa chọn liều mạng. Bất quá đúng lúc này, Nguyên bản Huy Quyền lão giả đột nhiên đứng im bất động, cả người dường như bị định trụ đồng dạng, duy trì huy quyền động tác không nhúc nhích. Lão giả sắc mặt như cho tàn, giờ phút này, hắn đang bị một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng trấn áp, cỗ lực lượng này làm đến hắn động đậy không được mảy may. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng. Mô Nguyên Chu mặt không thay đổi nhìn lấy lão giả, lúc này, hắn đưa tay phải ra, bàn tay đặt ở lão giả trên đầu. Lão giả trong mắt lộ ra vô tận hoàng sợ, sau một khắc, hắn biểu lộ trong nháy mắt đau khổ chắn nồi gân xanh lên cả người phảng phất tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ sau một lát ngô nguyên chu thu hồi tay phẩy đang nhìn mắt lão giả về sau hắn lập tức quay người ngồi về chủ vị mà tại hắn say người trong nháy mắt lão giả trực tiếp biến thành xương máu tại chỗ chỉ để lại một vũng máu trong không khí đều tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi đại trưởng lão mắt nhìn cái kia bày huyết dịch bác đắc dĩ lắc đầu nói vốn muốn cho thiếu chủ tới hạ giới thu hoạch được món kia thần vật thuận tiện nhường nó lịch luyện một chút thật không nghĩ đến Nói đến đây, hắn liền không tiếp tục nói, mà chính là thở dài một tiếng. Tam trưởng lão nhìn về phía Ngô Nguyên Chu, thở dài nói, tộc trưởng ném bi thương. Ngô Nguyên Chu nhìn về phía Tam trưởng lão, bình tĩnh nói, một đứa con trai mà thôi, chết thì đã chết, có cái gì tốt ném bi thương. Nghe vậy, giữa sân trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là một mặt kính sợ mà nhìn xem Ngô Nguyên Chu, kính sợ bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Bọn hắn tộc trưởng là thật hung à, chính mình con ruột đều đã chết, còn như thế không quan tâm. Ngoan nhân, cũng chính là bởi vì ngô nguyên chu là ngoan nhân trong sân trưởng lão mới không dám có chút bất kính bởi vì tại ngô nguyên chu tâm lý chính mình nhi tử chết cũng không đáng kể trưởng lão chết rồi thì sao ngô nguyên chu lúc này nói ra có điều nhi tử ta chết rồi cũng không thể tính như vậy không phải vậy ta cũng quá vô năng nói hắn nhìn về phía đại trưởng lão mô lịch người mang theo ngô tộc một số cường giả tiến về hạ tiên giới đem người này chu sát nói xong hắn một chỉ bắn ra nhất thời một vạch kim quang bay vào đại trưởng lão ngô lịch giữa lông mày cảm thụ được trong đầu đột nhiên tràn vào trí nhớ Mô lịch chân máy hơi nhíu lại ánh mắt nhìn về phía ngô nguyên chu tộc trưởng năng này không đơn giản à ngụy tiên cửu trọng đỉnh phong liền có thể đé ép Mô tam đánh thậm chí nàng đều kém một chút đem Mô tam giết chết nghe sau Mô lịch lời nói giữa sân trưởng lão trong nháy mắt sôi trào lên ngụy tiên cửu trọng đỉnh phong đé ép Mô tam đánh người kia là ai lại yêu nghiệt như thế chỉ sợ sát hại thiếu chủ người thân phận cũng không đơn giản à vậy thì không dễ làm mô nguyên chu đột nhiên nói im miệng rất lời một cô khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền đem giữa sân tất cả mọi người bao phủ tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến vội vàng im miệng không dám lại nói một chữ ngô nguyên chu mắt nhìn một đám trưởng lão sau đó âm thanh lạnh lùng nói người này không đơn giản lại như thế nào có bối cảnh lại như thế nào ta ngô nguyên chu thì sợ gì coi như nàng bối cảnh ngập trời ta cũng muốn nàng chết cái này liên quan đến ta thể diện minh bạch nói xong lời cuối cùng ngư khí của hắn băng lạnh tới cực điểm giữa sân tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái minh bạch bọn hắn không dám do dự cùng nhau gật đầu hừ Mô nguyên chu hừ lạnh một tiếng sau đó ánh mắt rơi vào ngô lịch trên thân đem người kia giết chết về sau thuận tiện đem món kia thần khí mang về ta gần nhất nhận được tin tức muốn thu hoạch được món kia thần khí rất nhiều người người nhiều mang ít người đi thôi ngô lịch gật một cái tốt Mô nguyên chu phất phất tay đi thôi ngô lịch không do dự quay người biến mất không thấy gì nữa hạ tiên giới trong sa mạc tô trần chậm rãi đi tới tóc bạc có chút phiêu đáng anh tuấn khuôn mặt lộ ra vô tận nghị lực hắn vừa đi một bên nói nhỏ gần nhất mệt mỏi quá a à, chạy khắp nơi chờ đi thượng tiên giới ta liền đi tìm một chỗ dưỡng lão lúc này hắn đột nhiên dừng bước quay đầu hướng bên trái nhìn qua chỉ thấy chỗ đó không gian đột nhiên vỡ ra đến ngay sau đó thế mà tạo thành một tòa bí cảnh lối vào nhìn lấy bí cảnh lối vào tôi trần trong mắt lóe lên một việc kinh ngạc nơi này vì sao lại có loại vật này suy nghĩ một lát khuế miệng của hắn có chút nhấc lên thứ này cũng không tệ lắm liền làm lễ vật đưa cho linh khê a à. Nói xong, hắn quay thân, chậm rãi bước chân, hướng về cái kia bí cảnh bên trong đi đến, tiến vào bí cảnh về sau, nơi này vẫn như cũ là một mảnh sa mạc. Nhìn qua nhìn không thấy cuối sa mạc, tô chân mặt không biểu tình, chỉ thấy hắn hướng thẳng đến một chỗ đi đến. Hắn dường như biết nên đi hướng nào, làm hắn rời đi nơi này không lâu về sau, nơi này không gian lẻ qua một tia chấn động. Ngay sau đó, một nam một nữ xuất hiện ở giữa sân. Nam tử dung nhan tuần lãng, mọc thụ lăng phong, trong tay nằm lấy một thanh cây quạt, giống như một vị công tử văn nhã. Nữ tử người mặc một bộ quần dài trắng, tuyệt mỹ dung nhan, lại không có chút nào thua diệp linh khê, cái kia như tuyết trắng nặn tóc bạc múa nhẹ phấn khởi, tóc ra đặc biệt vận vị. Nam tử quan sát đến bốn phía, cũng đúng lúc này, hắn chú ý tới trong xa mặc dấu chân, nhìn lấy dấu chân, hắn chân máy hơi nhíu lại. Tỷ, có người vậy mà so với chúng ta còn nhanh hơn. Nữ tử cúi đầu nhìn lấy dấu chân kia, trong mắt lóe ra tinh quang. Nam tử nhìn về phía nữ tử, nghi ngờ nói. Tí, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nam tử. Theo dấu chân này chủ nhân đi. Nam tử câu mày. Vì cái gì à? Nữ tử cười nói. Ta muốn thấy nhìn, đến tột cùng là ai, lại có thể so với chúng ta tới trước. Phải biết, cha có thể là dùng trong tộc quân như sáu thanh bảo vật, mới theo thiên cơ chân nhân cái kia bên trong đạt được bí cảnh vị trí chính. Xác, chúng ta vốn hẳn nên cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, thế nhưng là, có người thế mà so với chúng ta còn nhanh. Vậy thì nhường ta rất hiếu kỳ, cho nên, ta muốn thấy nhìn người kia là ai. Nghe xong nữ tử mà nói, Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu bị ngươi kiểu nói này ta cũng muốn biết nữ tử khóe miệng có chút nhấc lên đi thôi nói xong nàng liền theo dấu chân đi nam tử thấy thế vội vàng đi theo đi tới đi tới nữ tử không nhịn được nói quá chặn vận dụng tu vi nói chân tiên cảnh thất trọng khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra nam tử tâm niệm vừa động chân tiên cảnh bát trọng khí tức lan ra hai người này lại đều là chân tiên cảnh hai người liếc nhau sau một khắc bọn hắn đồng thời biến mất tại nguyên chỗ